Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin trở lại câu chuyện của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo một chút. Vì cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Chắc quý khán thính giả cũng còn nhớ trong ngày mà Vương Tấn Việt, tức là sư Thích Chân Quang, nhận bằng tiến sĩ luật, thì giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đến nơi đây và đã có một bài phát biểu. Bài phát biểu đó thì giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã so sánh ông Vương Tấn Việt, tức Thích Chân Quang, với những gì đó. Thì đây là những lời đích thân giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã ca ngợi. Cái cảm nhận riêng của tôi về thầy Vương Tấn Việt, tức là thượng tọa Thích Chân Quang của chúng ta ở đây, tôi cứ suy nghĩ mãi tên của thầy, cả tên trong cuộc đời và tên pháp danh. Vương Tấn Việt là một cái tên rất đẹp các bạn. Tấn Việt, chúng ta đang khát vọng phát triển đất nước, thì tên của thầy có thể nói như là một cái biểu tượng tinh thần trước hết cho chính bản thân thầy, và một cái niềm truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta hãy góp phần vào sự phát triển đất nước đó bằng công việc bình dị mà sâu sắc của chúng ta. Còn tên pháp danh của thầy đó là Thích Thượng Tọa Thích Chân Quang. Chân quang tức là chân lý rạng sáng, tôi hiểu như vậy. Và điều ấy đấy có thể tìm thấy trong chiều sâu của cái triết lý của nhà Phật cũng như là triết lý của ngoài đời. Chúng tôi có một cảm giác rằng dường như không còn khoảng cách nữa giữa đạo và đời, giữa người tu hành với những người trong trần thế này, vì chúng ta gặp nhau ở một đồng cảm sâu sắc là chỉ muốn đem lại những điều tốt đẹp có ích cho cuộc sống. Và điều ấy cũng chính là điều mà chúng ta mong đợi từ rất lâu và mãi mãi sau này. Tôi có một cái may mắn là được dành phần lớn thời gian của mình để nghiên cứu và truyền bá về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi có một cảm nhận như thế này, không biết các bạn có chia sẻ không? Thầy Thích Chân Quang của chúng ta, tiến sĩ Vương Tấn Việt của chúng ta đấy, mang được những nét hình ảnh rất là đẹp của Bác Hồ. Thầy có một gương mặt rất phúc hậu, thầy có một khả năng truyền cảm rất tốt đẹp, và cái sự truyền cảm đó đấy, như những nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh ấy, người ta gọi là Bác Hồ của chúng ta có một cái biệt tài là thuyết phục, thu phục, rồi chinh phục cả lòng người nữa. Thì tôi nghĩ rằng cái nỗ lực trong sự nghiệp tu hành của thầy và bây giờ lại song hành với sự nghiệp khoa học, thì chắc chắn thầy sẽ đem lại được những thiện cảm rất tốt đẹp cho chúng ta. Đó là nguyên văn giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã ca ngợi ông Vương Tấn Việt, tức sư Thích Chân Quang. Clip này được do chùa Phật Quang Chúng Thanh Niên tung ra, và nhiều người nói giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo còn gửi cho các bạn bè nữa cơ mà. Vậy thì lời nói đó là ai nói vậy? Là giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói, so sánh ông Vương Tấn Việt với Bác Hồ đó. Mà chính giáo sư Hoàng Chí Bảo nói là mình dành cả cuộc đời nghiên cứu về Bác Hồ và kể chuyện Bác Hồ. Quả thật giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo là người nghiên cứu và kể chuyện Bác Hồ có lẽ là hay nhất từ trước đến nay. Và tôi lúc đầu rất mến mộ và cho rằng đó là một công trạng rất lớn của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Nhưng việc mà giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo so sánh như thế thì nhiều người phẫn nộ, trong đó có tôi cảm thấy rằng là chuyện đó không có được nên đã lên tiếng. Chứ chẳng có ai cắt ghép và xuyên tạc cả.
Nhưng sau đó đó thì giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã trả lời phỏng vấn của thiếu tướng Hoàng Kiền, nói rằng là người ta cắt ghép, người ta xuyên tạc để mà có một mưu đồ gì đó. Thì tôi cũng đã phân tích rồi, tôi đã có clip đó rồi. Rồi giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trả lời trên báo Dân Việt thì tôi cũng đã phân tích rồi. Nhưng trong lòng tôi nghĩ rằng một người lớn tuổi như giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, 81 tuổi rồi, và là người có công với đảng và nhà nước, là người có công về việc kể chuyện Bác Hồ, thì tôi cũng chỉ mong rằng giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo ý thức được rằng mình, con người ai cũng có lúc sơ sót, thì mình xin lỗi là xong. Để sao để mà mọi người bỏ qua, vì giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo là người có công mà. Cách đây khoảng chừng vài tuần thì một clip được tung ra do một phóng viên phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, thì giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã kể từ đầu tới cuối quen ông Vương Tấn Việt, tức sư Thích Chân Quang, như thế nào, cách đây mấy năm, và đã tới chùa Phật Quang rồi đủ thứ hết, nói rằng là đã kể chuyện về vấn đề Bác Hồ ở chùa Phật Quang rồi. Khi mà ông Vương Tấn Việt thi và làm luận án tiến sĩ luật thì giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cũng đã được mời tới để phát biểu khen ngợi, có tính cách là khích lệ thôi. Rồi trong bữa tiệc mà nhận bằng tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, tức sư Thích Chân Quang, thì giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói mình đến để khích lệ về cái dáng vóc này nọ thôi, và nói rằng là những lời khen gì đó có thể là không có đầy đủ, rồi còn chủ quan. Thì tôi đã có một clip nói rằng nếu mà giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã nhận thức được rằng mình chủ quan thì thôi bỏ qua. Ngưỡng mộ tinh thần cầu thị của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Tôi cũng có nhận được một số bình luận của nhiều người nói rằng đó cũng chỉ là xin lỗi qua loa, chứ không phải là thực tâm của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Tại sao tôi lại bỏ qua nhanh như thế? Tôi bỏ qua nhanh như thế là tại vì có những người anh em và nhiều người nói rằng giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo là người có công với đảng và nhà nước, là người có công kể chuyện Bác Hồ. Một người lớn tuổi như vậy, 81 rồi, thì mình không nên dồn vào con đường cùng. Khi mà người ấy nói một câu nói như vậy thôi là đã đủ là khen ngợi sư Thích Chân Quang còn chủ quan. Mấy anh em nói với tôi là anh Hùng chỉ nên tập trung nói về vấn đề ông sư Thích Chân Quang này là đủ rồi, còn giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo coi như mình quên đi. Tôi đồng ý chừng đó, nên tôi mới làm một clip nói rằng là ngưỡng mộ sự cầu thị của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng hôm nay cái người mà phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo lại tung ra một clip đầy đủ. Trong clip đầy đủ đó thì rõ ràng giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo còn lên án những người như tôi đã lên tiếng về việc giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo so sánh ông sư Thích Chân Quang với Bác Hồ, và cho rằng tôi hay là ai đó là cắt ghép. Thì điều này tôi cảm thấy là xúc phạm đến lời nói uy tín của tôi. Tôi cực lực lên án lại ông giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo là một con người lương lẹo. Clip mà giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo ca ngợi sư Thích Chân Quang còn đó, nếu nói là clip đó cắt ghép thì cắt ghép chỗ nào, ai cắt ghép, tại sao giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo không đi báo cáo với Bộ Công an, báo cáo với Bộ 4T, hoặc là yêu cầu các cơ quan chức năng nhập cuộc để điều tra ai đã cắt ghép và xuyên tạc để làm nhục uy danh của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo? Tại sao không làm? Mà bây giờ đó người ta nói, người ta phân tích xong rồi là lấp liếm đủ trò hết. Bây giờ đó là còn cái trò là chụp mũ ngược lại à. Trước đây thả thính à. Nên là cây muốn lặt mà gió chẳng ngừng. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo là người có công với đảng và nhà nước, có công về việc kể chuyện Bác Hồ.
Nhưng khi mà so sánh một tên ma tăng Thích Trân Quang với những gì đó của Bác Hồ thì tự nhiên người ta đã sụp đổ trong lòng. Chỉ mong giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo ngưng lại ngay. Thì giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo không làm điều đó mà còn trả lời một cách lấp liếm rồi rớt xuống với tận cùng bừng đen rồi. Bây giờ đó, khi mà đã có một lời nói rằng là mình chủ quan thì người ta vui vẻ trở lại, thì lại tung ra một clip, lại chửi bới nhục mạ những người đã có nhận định trước đây giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo không có thật thà khi ca ngợi Thích Trân Quang như thế. Thì bây giờ nó rớt xuống cái bức lần nữa. Và tôi không hài lòng. Tính tôi là như thế. Tôi thách thức giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo kiện tôi ra tòa đi. Kiện tôi với các cơ quan chức năng. Tôi là người lên tiếng. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo là người rất bẩn bựa so sánh Thích Trân Quang với Bác Hồ. Tôi nói đó. Khỏi cần ai nói nữa. Tôi không xuyên tạc. Tôi nói đó. Clip đó còn đó. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo có dám can đảm nhận mình nói hay không? Nếu không can đảm thì kiện Hoàng Duy Hùng đi. Tôi cho địa chỉ nè. Hoàng Duy Hùng nè, Safira Khang Điền 454 Võ Chí Công, căn hộ B11803, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nói chứ không phải là nói sau lưng đâm lén đâm hẹn. Tôi là con người rõ ràng như vậy đó. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, trong clip mà ca ngợi sư Thích Trân Quang đó đó, so sánh sư Thích Trân Quang như Bác Hồ đó, thì clip đó còn đó đó, mạng xã hội đầy rẫy hết đó. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói rằng là cắt ghép chỗ nào, xuyên tạc chỗ nào, nói rất rõ đi. Còn không á, thì mình đã lỡ rồi, thì mình hãy nhận cái lỗi của mình đi. Còn không á, bây giờ lại còn đi chụp mũ những người mà người ta đã có thành tâm góp ý để cho mình tốt hơn. Nhưng làm cái trò đó đối với tôi không có chấp nhận. Tôi là một người từ ở nước Mỹ trở về, tôi quay về với tổ quốc. Thì giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo là người có công với đất nước, có thể là yêu cầu cái này cái nọ, người ta đuổi tôi ra khỏi đất nước này, tôi về. Nhưng mà một con người như vậy đó thì đối với tôi mất hết trong lòng tôi rồi. Tồi tệ, tởm thì thôi. Hôm nọ đó thì khi mà nhận mình còn chủ quan thì tôi coi như xí xóa. Vì đây là một người có công với đảng và nhà nước, với vấn đề của Bác Hồ, phải tôn trọng. Nhưng những gì mà giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trả lời và phóng viên lại tung ra như thế này. Đây là clip mà phóng viên tung ra là giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo lên án những người như tôi đã lên tiếng về giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, thì tôi gửi đến và tôi cực lực lên án. Đây là clip mà phóng viên lại tung ra. Tôi khen ông Thích Trân Quang về ý chí học tập, về nghị lực phấn đấu để đạt được cái thành công như hôm nay ông bà ấy luận án và đông đảo mọi người dự đều biết. Và như các bạn đều biết, đến dự một buổi luận án, đúng một buổi bảo vệ luận án, thì việc một mấy lời khen ngợi cổ vũ tác giả luận án là một chuyện rất là bình thường, có cái vấn đề gì đâu. Và tôi chỉ nói rõ một cái nhận xét là giọng nói, diễn đạt và hình ảnh, diện mạo cái tinh thần của ông Quang ấy, còn con người cũng có vẻ phúc hậu. Tôi khen là khen cái đó thôi. Và gần đây tôi thấy có một sự xuyên tạc rất là có dụng ý, là lại nói rằng tôi đã so sánh ông Thích Trân Quang với Bác Hồ là một điều hoàn toàn không đúng sự thật và không bao giờ có chuyện như vậy. Tôi quen hình ảnh của ông, hình hài của ông, giọng nói của ông, chứ không bao giờ đem so sánh với tư tưởng đạo đức của vĩ nhân, sự nghiệp của Bác Hồ của chúng ta. Tôi kiên quyết bày tỏ sự phẫn nộ và phản đối về cái việc xuyên tạc này. Đó là clip mà phóng viên lại tung ra. Tính tôi rất thẳng, chả ngại gì hết. Nên trước đây tôi mở ngoặc đóng ngoặc khiêu chiến với Thích Trân Quang. Và với clip này của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Hoàng Duy Hùng này công khai thách thức khiêu chiến giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đó. Tiếp tục nữa đi, tôi tiếp tục chơi. Tôi tiếp tục chơi giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nếu mà còn làm cái clip kiểu như vậy. Đừng nghĩ rằng mình lớn tuổi, bậc thầy, bậc cha, bậc chú, bậc bác, bậc ông, còn thế hệ sau như tôi
tôn trọng, mà mình có thể lấy cái thế đó để rồi mình đè người ta, mình ăn ngang nói ngược, không có được đâu. Tôi là như vậy đó. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đừng có nghĩ rằng có thể chụp mũ khi mà không dám đối diện với sự thật. Câu hỏi được đặt ra, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo hãy nói rất rõ clip mà được tung ra giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trong ngày ông Vương Tấn Việt, tức là sư Thích Trong Quang, nhận bằng tiến sĩ đó. Clip đó cắt ghép chỗ nào? Cắt ghép chỗ nào? Ai cắt ghép? Nếu nó thiệt hại danh dự giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, tại sao không báo với các cơ quan chức năng? Mà tại sao cứ phải là nhờ cái người này, nhờ người nọ để trả lời một cách đầu này, trả lời đầu nọ, tùm lum tùm la hết, không đầu không đuôi, mà còn chụp mũ những người lên tiếng vì công lý? Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.